Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hiện nay là Ngọc Ngân đang đứng với dưới một cái cây tình yêu. Ở đây thì có rất là nhiều những cái trái tim màu đỏ nha quý cô chú anh chị. Ai chưa có tình yêu thì hãy một lần đến đây để mà mình cầu tình yêu giống như Ngọc Ngân nha. Dạ xin thưa, đây là ngoài cây tình yêu thì quý cô chú anh chị hãy nhìn kỹ lại, đây chính là cây nhãn. Cây nhãn này thì rất là quen thuộc phải không quý cô chú anh chị? Nhưng mà khi mà được gắn những cái tấm đỏ đỏ này thì nhìn nó một phong cách nó rất là lạ. Cây nhãn thì thường là mình chỉ nghĩ là mình trồng mình ăn trái thôi, thì nhưng mà hôm nay là cây nhãn khi mà được trồng trước một cái căn biệt thự như thế này thì phải nói là rất là đẹp, và được treo những cái tấm đỏ đỏ này thì giống như là cây cầu tình yêu vậy đó quý cô chú anh chị, phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Và đây là cái dòng nhãn, cái dòng thanh nhãn nha quý cô chú anh chị. Cái dòng này thì còn gọi là nhãn bắp cải, cái trái nó thì cơm nó rất là dày, hạt nó rất là nhỏ, ăn rất là thơm ngon luôn. Ăn cái vị ngọt nó không có nhiều, do đó là cái tên của bạn này là cây thanh nhãn. Thì đây là một trong những cái dòng nhãn đáng sưu tầm. Ngoài cây ăn trái ra thì mình còn tạo cảnh quan nữa, phải rất là đẹp phải không quý cô chú anh chị? Quý cô chú anh chị hãy bấm đăng ký kênh của Ngọc Ngân để có thể theo dõi và đồng hành ở những video tiếp theo nha.